Hello, xin chào các bạn. Anh đang mình để mấy cái vàng này nè, mình đem từ bên nhà cũ qua nè các bạn. Cái này là mua ở Costco, nó rất là tiện luôn, nó nhẹ lắm. Em quay cho các bạn xem ha. Đây nè, mấy cái này nó rất là nhẹ nè, mình gáp là rất là dễ dàng luôn, di chuyển cũng dễ nè. Hai cái một hộp người ta bán là hai cái 89 đồng 99 đó. Đó mình mua về cái mình gáp. Đây nè, nó thành một cái khuôn vậy nè. Xong mình để xuống đất thôi, rất là dễ luôn các bạn. Mấy cái bao đất này ông xã mình mua ké Home Depot mua nè, 4 bao 10 đồng nè các bạn. Đó, để mình để vô mấy cái chỗ trồng cây đó. Đây nè, không có lấy đất cũ bên nhà cũ qua. Cái này là đất mình mới mua đó, 4 bao là 10 đồng nè. Đây, mua ông xã mua mấy mười mấy 20 bao luôn á. Chiếc xe này cũng mua ở Costco nè. Để em đẩy đồ á, kéo đồ ra phía sau nhà này kia. Xe này cũng gần 100 đồng. Trước khi mình để cái đất vô là mình lót cái miếng này nè các bạn. Cái miếng này cũng mua ở Costco luôn. Đó, mình lót xong rồi mình mới để đất lên ha. Không, mình để mấy cái thùng cạc tông á, mấy thùng giấy á, giấy mình để xuống để cho mình đỡ hao đất á. Đó, với lại nữa nó cũng phân hủy các bạn. Cái bên này là cái mới nè. Mấy thùng giấy là mình để dành nè các bạn. Đó, thùng như là thùng người ta. Mình tháo mấy miếng này ra nha. Miếng này nè, nó không có xe phân. Lót mấy miếng này dưới cái kia trước nha. Vậy là mấy cái băng keo hay là mấy đó, mình lót một lớp giấy cạc tông ở dưới nè các bạn. Mấy thùng giấy á, xong mình sẽ đổ đất lên nha. Cái bao worm casting nè, phân trùng quế các bạn, mình mua Walmart nè, một bao vậy là 30 pound mà 20 mấy đồng nè. Mình sẽ trộn thêm dưới đất này nè các bạn cho nó có chất dinh dưỡng ha, với lại để thêm một miếng fertilizer ở phía trên nữa. Nãy giờ mình làm xong, trời cũng tối rồi nè các bạn. Đó, thì cái khung này nó có những cái miếng màu trắng đó, để mình chia ra có cái ô rất là đẹp luôn á. Đây nè, mà dễ ráp lắm, nó nhẹ nữa nè các bạn. Còn cái đất của mình đã chuẩn bị xong nè. Ngày mai mốt mà rảnh là mình đem cây ra mình trồng được ha. Hả, các bạn muốn để khoảng một tuần rồi mình trồng cũng được. Đó, mấy cái hạt trắng trắng là chân trâu ha. Perlite đó, mình trộn thêm cho nó đất lên nó tơi xốp hơn á các bạn. Bên đây thì mình chưa có gắn mấy cái miếng màu trắng nè. Không. Đó, ngày mai mốt mà mình có thời gian là mình ra mình trồng ha. Giờ này cũng tối rồi nè. Cái trái dưa hấu nè. Cây dưa hấu mình trồng nè. Cái trái nó cũng tròn tròn, thấy thương lắm các bạn. Thấy không? Các bạn thấy cái trái dưa hấu không? Đó. Thấy cưng chưa? Còn cái hoa. Xem mấy cái trái ổi nè. Bồng quá chừng bồng luôn các bạn. Đây nè. Cái ổi thấy mê không? Bồng quá chừng luôn. Đây nó mới nở thêm hai cái bông nữa nè. Còn đây nè, cái bông sắp nở nè. Đây có nè, quá chừng bông luôn. Hôm nay mình ổi thái của mình quá chừng trái luôn á. Đây có một cái bông chưa nở nè. Đó, cái trái hôm táo hôm nay nó cũng hơi to to nè các bạn. Đây. Đó. Mấy cái bắp. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này của mình nha. Nếu thấy thích video này thì đừng quên nhấn nút like và đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh của mình nha. Hẹn gặp lại các bạn trong những video sau. Bye bye.